Trái này là 3,2 kg nè. Mình khui nó đấy, mình coi coi mình sẽ được bao nhiêu ký cơm nha. Mình để cái cân xuống nè. Trái này là thịt ra tới da luôn á. Trái này là bữa mình hái bữa thứ ba các bạn. Thịt ra tới da luôn. Ba ký hai. Hết hồn hết vía về con ba khía luôn. Trời ơi, hết sức chưa? Vàng cháy khét nghẹt luôn. Này, do mỏng dần ha không? Lại cơm là phải nói luôn. Đây, cái trái mà cái cuốn dài thòn của họ mấy bạn. Còn đây là cái vỏ nó nè. Coi vỏ nó nè. Vỏ mỏng nè. Đây. Mình sẽ lấy một cái muối này mình để lên. Mình để lên chụp tấm hình quay phim mà úp. Zalo, Facebook, TikTok rồi. Ê. Đây mình để đây đi rồi lấy cái cùi mình chiêm nó đậu lên rồi mình lấy điện thoại để lên cho bạn coi. Dích cái vật lõi nó cơm trắng trắng này nó ra để quay phim cho nó đẹp. Cái này là lợi cơm cực kỳ luôn nha. Dường mình là không hề có chuyện cháy muối luôn nha bạn. Nằm lại đứng lên coi. Ok chưa? Vỏ mỏng nè. Học sâu vỏ mỏng. Chứng tỏ là cơm nhiều cũng là lợi cơm nữa các bạn. Vườn này vườn lão nên vỏ nó mỏng là chuyện bình thường các bạn. Để nó xuống. Vậy cho nó ra dĩa. Cho nó ra dĩa quá. Nó cứ đẹp bằng chụp tấm hình chưa sao? Siêu đẹp luôn. Vỏ mỏng dờn. Lấy găng tay vào nha nè. Đây, cái vỏ nó mỏng dữ dội luôn mấy bạn. Vườn này vườn lão các bạn coi cái đường biên nè. Đường biên của cái vỏ nè. Hàng này là hàng xuất khẩu bên mình nha. Ở nội địa mình bán ít lắm. Phần lớn là mấy bạn của mình hay lấy đi hàng mini không à. Rồi quay lấy cơm lên. Đây, lấy cơm ra nha. Cơm dẻo.
Quá thịt luôn. Quá thịt luôn. Quá thịt luôn. Quá thịt luôn. Đây còn hai học nữa. Thank you, the Nikki CB. Nikki CB. Nhào cắt dùng cái muối nó cắt dùng cái muối đó cho nó sức ra cái. Đó. Sẽ cuốn luôn. Bốn được bốn muối rồi nè, bốn muối ở đây. Giờ còn một muối nữa đây này, đây. Đó, vỏ mỏng hết hồn hết vía luôn, cơm vàng tới đỉnh luôn. Đó, nước cơm luôn nè, cơm nước luôn nè, nó cứ biết ngon luôn. Năm học thẳng băng. Đây. Đây. Các bạn coi đây. Băng năm học thì coi ông mặt trời luôn, vàng ươm luôn các bạn. Đây rồi, bây giờ mình lấy cây cân mình bỏ lên, mình cân lại nè nha. Quay lên bỏ lên cân. Ê, bỏ lên cân nha. Một ký lô tám nha. Mình đang live stream ở trước cửa nhà nên có mấy người bán thằng rồng, người ta đi ngang, người ta rào. Có rất là ngon rồi. Ok luôn. Đây. Kết thúc là chim nha.